Rồi, hello mọi người nhá. Chào mừng mọi người trở lại kênh Trailer Video Nhật Đức. Đó, thì hôm qua thì mình đã có một live stream gọi là nói với mọi người biết là hàng mới về đây. Thì hôm nay thì mình quay lại cái video này để sửa may cho một số những anh chị em bạn bè mà không quá bận xem live stream được của mình. Hôm nay là đồ chơi nó mới về các bạn nhá. Ngập nhà luôn, rất nhiều đồ chơi luôn. Đây là về che mưa của Auto Clover K250, K200. Còn đây là ốp chân gương của K200, K250, K100. Toàn bộ đống đồ này là hàng Auto Clover phục vụ cho dòng xe Porter 150 của Thành Công lắp ráp, Porter 2 nhập khẩu cộng với Hyundai K250, Kia K250, K200, K100, K149, rồi là một số dòng xe Hyundai đời cao như kiểu Hyundai X8 các bạn nhá. Đấy, toàn bộ đồ về rất là nhiều luôn, ngập nhà luôn. Đấy, toàn bộ đồ này là hàng Auto. Đấy, các bạn là rất là nhiều hàng luôn các bạn nhá. Đây là chủ lắp các bạn này, mới về này. Đấy, rồi là đèn sườn này các bạn này. Đèn sườn. Đấy, đèn sườn này hot luôn các bạn nhá. Hot luôn, rất nhiều anh em hỏi mình. Rồi là còi sên đen xô này các bạn này. Đó. Rồi là lọc nhớt, rồi đồ phụ tùng thì rất là nhiều. Nhưng mà đây là một số những đồ chơi nó mới về ngập nhà luôn. Hiện tại thì bên mình đang full đồ của một số những dòng chơi đồ chơi xe. Đấy, thành ra không thiếu món gì cả. Hôm trước thì mình đã về một lượng hàng rồi. Hôm nay thì đặt mãi sau dịch bệnh mới về được. Đó, rất là may mắn luôn. Và mong rằng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn ủng hộ sát cánh. Hàng nhà mình nói luôn các bạn là toàn bộ là Auto. Đấy, Auto, toàn bộ hàng Auto luôn, đồ mã rất là đẹp luôn. Không phải là fake phùng gì cả, đây là hàng chính hãng các bạn nhá, nhập khẩu đến kia về 100% luôn. Đấy, nói sai bán sai đến một cấp 10 luôn. Đấy, hàng thị trường đẳng cấp nhất thì nó vẫn chỉ là Auto và KD thôi các bạn nhá. Nó vẫn là hai cái sản phẩm đẳng cấp nhất đồ chơi xe tải dành cho thị trường miền Nam, đó là Auto và Kỳ Đông, gọi là KD cái tắt. Đấy, còn ngoài ra đó thì không một sản phẩm là đẳng cấp bằng. Còn chỉ có riêng dòng Kia K3000, K165, K2700 thì nó sẽ là đồ Hàn Quốc, còn nó không có thương hiệu này, nó không làm. Bây giờ KD cả hàng Auto Clover không làm các bạn nhé. Nó đang ngập nhà luôn, rất nhiều đồ chơi về luôn. Anh em ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038, cũng như là 0243816426. Thì mình đã có một cái live stream tầm khoảng gần 40 phút nói về full về đồ chơi cái live stream này. Đây là cái live stream tổng hợp, mình tổng hợp lại cho các bạn thôi, để các bạn mình úp ra những cái kênh hoặc là những cái gì để các bạn nắm bắt được là hàng mới về. Ngoài ra là có chấn bùn thái các bạn này, rất nhiều cái kích thước mới về các bạn nhá. Lần này về thì mình tập trung về hai cái sản phẩm là SP và Michelin, là hai sản phẩm mọi người hỏi nhiều nhất. Đấy, ngoài ra đó thì chấn bùn thùng inox, chấn bùn inox nhà mình vẫn rất là nhiều. Đấy, hàng dập khoan lỗ sẵn luôn của một số dòng xe K165, K2000, K3000, K2050, K250. Đó, rất nhiều đồ chơi các bạn nhá. Anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Thank you anh em rất là nhiều luôn. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Mọi người muốn mua cái gì hay là bất kỳ cái gì thì mọi người có thể chụp ảnh ở màn hình. Và không biết thì các bạn có thể chụp lại những cái xe của bạn, các bạn chấm vào những cái dàn chỗ các bạn cần mua, mình sẽ báo giá qua inbox cho các bạn. Thank you mọi người rất là nhiều nhá. Hẹn gặp lại mọi người video sau.